Này là về tới bây giờ là không có đụng chạm gì, và cục pin của nó là cục pin của Nhật, từ bên Nhật về luôn nha bà con. Kênh của em chuyên bán hàng của Nhật và của Mỹ. Dạ rồi, em chào mừng bà con cô bác đến với kênh YouTube cho cái Trần bố mô tả chi tiết cái đồng hồ Solar Radio Control ngày hôm nay nha bà con cô bác. Lời nói đầu tiên kính chúc gia đình bà con cô bác nhiều sức khỏe nha. Hôm nay chúng ta sẽ mô tả cái đồng hồ đeo tay của nữ hiệu Witka nha bà con. Đây, Seiko Solar luôn nha bà con cô bác ha. Rồi đầu tiên chúng ta show hàng cái đồng hồ xuất sắc trong giai tỷ nữ này đây. Đó, bạch tiết và bảy chú lùng. Đó. Đây, giới thiệu sơ cho bà con thấy cái nút này không? Cái nút này nói chung là nó cái nút cực kỳ lạ trong cái đồng hồ này ha. Núm thì thấy núm cũng bình thường thôi, có những cái đồng hồ đắt tiền núm còn hơn cái này nữa, nhưng mà cái này nè. Đó, cái nút này nè ha. Rồi mô tả sơ cái đồng hồ, đầu tiên em xin giới thiệu cái đồng hồ đây, Wika. Đó, để em zoom gần cho bà con các bác xem nữa nha. Rồi em cũng có để trong phần short nữa, bà con muốn coi kỹ thì coi, hoặc là ép số Zalo em vô coi kỹ cái đồng hồ này ha. Quay trực tiếp như vậy á, quay chi tiết như vậy là quá ok luôn rồi ha. Rồi quá trời thông số luôn bà con của bác ơi. Wika ha, Radio Control Solar Test. Cái này là có GN nha bà con cô bác ha. Đây nè, GN nè. Để em chỉ lại cho bà con cô bác xem nha. Nè. Để chỉ sao cho nó dễ thấy đây ha. Tại đồng hồ chúng ta nó cũng hướng này hướng kia rất là khó thấy. Đây, Vika. Đọc thông số nha, GN ha, 0512 nè. 0512 nằm đây nè. Ha. GN 0512 Vika Solar, công nghệ năng lượng mặt trời nha bà con. Rồi dây của nó dưới này vẫn có nè ha, Wika nè ha, dây nguyên sinh đã hàng đã qua sử dụng nha bà con. Số lô của em nó là 0501030499. Này, số lô nè, bất kỳ cái đồng hồ nào mua từ Nhật Bản về nó cũng phải có số lô đàng hoàng nha bà con. Đó nó mới gọi là hàng hiệu, hàng chính thống ha. Water Digit 553 luôn nè ha. 53 luôn nè. Rồi cái này em đưa ra giá cực kỳ mềm cho bà con cô bác mua để đeo trong cái đợt mà gần nghỉ hè để mình đi du lịch thì nó ha, 1,5 triệu bao ship toàn quốc ha. Máy này là về tới bây giờ là không có đụng chạm gì, và cục pin của nó là cục pin của Nhật, từ bên Nhật về luôn nha bà con. Kênh của em chuyên bán hàng của Nhật và của Mỹ, chỉ hai của hàng của Nhật của Mỹ thôi. Do not open ha, không được mở cái gì trung tâm repair làm lại một lần nữa. Đó, dịch tiếng Việt vậy đó nha. Rồi mã cọt em nói đây, dưới này là công nghệ da băng nè, da băng mua vịt nè ha. Rồi trên này là như sau, Antimed nè, chống tự tính luôn nè ha. Antimed 4800. Đó, dây của nó là dây dài tuyệt vời ở mặt trời luôn nha bà con. Ha. Dây của em nó dài tuyệt vời ở mặt trời luôn. Đây, ha. Rồi tiếp tục của chúng ta là có đính một cái mặt cái trên này. Mặt cái trên này để khi mà mình bị cận mình coi cho dễ, giống như kiểu của mấy cái đồng hồ thương hiệu đình đám ha. Rồi dây băng dưới này. Rồi dây băng như này ha, dây băng Movit ha. Rồi số lô của em nó là MOTM gì đó, MOTIT gì đó tùm lum hết trơn. Witka nè ha, đá qua đá lại bà con coi nè, người ta làm cái kiểu mặt số của nó nè. Trời ơi là trời, nó đã một cái nó đẹp ghê không. Lắp 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 ở trên này nè. Quá tuyệt vời, quá rẻ luôn. Thực sự hàng đã qua sử dụng, cái này em nói thiệt chứ bà con, mua từ bên nước ngoài mà mua mới 100% không bao giờ mà dưới 18-19 triệu, em cam đoan với bà con điều đó luôn ha. Nội một cái người ta làm mạ vàng như này nè, GN nè ha, hồi nãy mình coi rồi ha, GN không mấy đó. Rồi thêm cái mặt số nó như vậy, rồi thêm cái bắt sóng kiểu radio như vậy ha, không bao giờ dưới 10 mấy triệu. Bà con đừng có nhầm tưởng tất cả những mặt hàng bán kêu là Nhật bãi như thế nào ha, trong đó nó có những cái đồng hồ xuất sắc trong giai tỷ nữ luôn. Đừng có bổ đồng tất cả, tội nghiệp người bán, đừng có bổ đồng tất cả hàng này, hàng cũ, hàng dạt, hàng bỏ, không phải. Bà con thử cầm tiền đi mua một cái đồng hồ đắt tiền ở mình, vô thế giới di động hay bất kỳ cái chỗ nào, mua thử một lần cái đồng hồ đắt tiền đi, 20 mấy 30 triệu ăn lên không ha. Người ta đã kêu hàng xa xỉ thì nó lại là khác rồi bà con cô bác ơi ha. Bà con cô bác cũng tìm hiểu trước khi mua nha. Đó, lắp lại ha, cân chỉnh thì cái nút này, bấm vô nút này radio control ha. Rồi bây giờ em thử vòng vòng vài cái coi sao nó như thế nào. Đó, ra một nấc thì nó quay vòng 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 ông nội ơi. Nó quay vòng 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 mình không hiểu luôn á trời. Đó.
Ghê không? Quay ra có một nấc thì ngay giờ ra hai nấc tức là sao? Ra nó quay thêm cái nữa. Ôi, cái đồng hồ này không biết đường chính rồi. Đồng hồ này khó ơi. Rồi, ra có một nấc mà nó quay một vòng. Vô nấc là ra quay sao? Đó, vô nấc quay tứ lung tung hết trơn. Không biết nổi rồi. Không biết hết nổi rồi. Đó. Lên xuống cũng không ăn luôn. Bây giờ lấy cái này chích vô cái cây. Chích vô quay nè. Ha. Quay mà cũng không biết quay đường quay sao nó. Ép nó vô lại đi. Đó, quay ngược luôn, quay tới luôn. Nói chung cái đồng hồ này em nói thiệt cho bà con em biết, em không biết điều chỉnh luôn á. Nè. Ha. Bấm vô cái nút này đang giữ nha, đang giữ tay đó, anh quay kìa, đó, anh quay ghê không? À chắc có thể là như vậy quá. Bây giờ là 9:30 chắc có thể là như vậy, giữ vậy ha. Mình chỉnh cho nó đúng giờ cho nó chạy luôn, bấm cái nút này giữ là nó quay đó bà con ơi. Đó, thấy không? Không. Ủa, buông ra thì nó cũng còn quay nữa nè. À, nó bắt sóng làm sao bà con ơi ha. Để coi ha. Chiều coi mình cân chỉnh để bán cho bà con có bác nha. Thì trước mắt là nó chạy là mình rất là mừng rồi ha. Tại vì đồng hồ bển gì rất là nhiều, nó chạy được cái nào là mừng cái đó rồi ha. Tại vì nói chung á, hàng bển nó làm nhiều cái kiểu lạ lắm. Hàng nước ngoài bà con mua thấy nó lạ không à, không có giống kiểu ở đây ha. Nè, dây của nó dài cuộc đời luôn nè, Sandisty luôn nè ha. Nhà nó đóng mọc số ly như thế này luôn nè. Đó, đẹp ghê luôn không ha. Quá đẹp luôn. Nè, xài thời gian thì nói chung nó cũng hơi bong chóc ra nè. Bởi vì mình mới cảm nhận được đồ của nó là đồ thứ bà nội nè ha. Rồi, phía sau này đây vẫn là VK ha. Em đưa anh nói lại giá một lần cuối cùng nữa nha bà con cô bác ha. Cái đồng hồ này của chúng ta là xây 25 năng lượng mặt trời VK mã vàng. Bắt sóng radio control ha. Xây của em nó là 25 25. Đây, nãy giờ chưa có đo xây thì giờ đo xây. Đây, 25 25 ha. Đo về xây gọng đó đó nha. Rồi có hai cái nút bấm ha. Phía sau mặt em nó ghi mà quá trời ghi luôn, radio control quá trời ghi luôn rồi. Giá em đưa ra là 1,5 triệu bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi kính mời bà con có bác vô mua hàng nha. Và kênh của em bán hàng trực tiếp vào thứ bảy hàng tuần, rơi vào lúc 9 giờ sáng tới 11 giờ sáng. Bà con chú ý đón xem ha. Em có để số điện thoại Zalo của em ở dưới phần mô tả ha. Bà con vui lòng ép số Zalo vô ha. Rồi giờ đây là số Zalo của em 0838260784 nha bà con. Em tên là Trần Quốc Bảo nha. Hẹn gặp lại bà con video lần sau. Bye bye, see you again.